lạc giao đi cướp tiệm vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đậm đà. Để hôm nay mình em thầm khóc cho cuộc đời tội lỗi, em đã lên xe và chạy trốn. Ngồi trong đêm quanh hiu luôn tiếc thương cho số phận mình, vì không nên mẹ cha em đã xa chân vào cam bẫy. Chạy theo bao cuộc chơi em mới theo con đường tội lỗi, thân xác bên tôi không còn chi. Tôi không còn chi ngoài tâm thân ôm yêu gầy ôi. Em chơi kẹo và nghe rồi mấy hôm lại ngồi đậm ra. Đừng cho thân phận em đành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, gần mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong trong ngày sau đời sẽ không ai phải hối.